Dạ, Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang mến chào quý cô chú anh chị em nha. Thì chiều đến giờ hai anh em đi tìm Sang đó quý vị. Thì kênh của Nguyễn An Giang thì được một mạnh thường quân hỗ trợ gửi cho em Sang 500.000 đồng. Thì hai anh em hồi chiều ở Long Xuyên mưa rất là lớn nha, nội mưa đi tìm Sang không gặp. Thì Nguyễn cũng đi về, thì buổi tối Thanh Liêm quay trở lại đi tìm, thì bây giờ cũng đã gặp em. Thì Thanh Liêm cùng với Nguyễn Giang mời quý cô chú anh chị cùng các bạn theo dõi nha. Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang mến chào quý cô chú anh chị em đã trở lại với video tối hôm nay quý vị. Thì hồi sáng thì đúng như cái hành trình thì anh em của Thanh Liêm cùng với Nguyễn sẽ đưa cho em Sang về trên Bà Chúc, tỉnh Chi Tôn. Nhưng mà theo như cách nói chuyện và cái quan điểm của em Sang thì em Sang không muốn về nhà, cho nên thì anh Nguyễn cùng với Thanh Liêm đã đưa cho Sang quay trở lại với mà cái nơi mà lần đầu tiên Thanh Liêm cùng với Nguyễn phát hiện em đó quý vị. Đó, thì bây giờ Thanh Liêm sẽ đi vào bên trong nè. Thì hôm nay thì nghe là trên kênh của Nguyễn An Giang thì có một chị khán giả tên là Quyền Trang gửi cho em Sang số tiền là 500.000 đồng quý vị. Ủa hả? Có mua cái bịch sốt phèo gì không? Có. Có thì tha bịch sốt phèo vô. Hồi em mới mua. Nhấn anh này. Dạ. Dạ, tôi nói sao? Hồi em mới mua. Hồi em mua hả? Dạ. Ok, thế nào? Ý nó hỏi là tới đó là làm hay gì? Em nói lớn to lên chút xíu anh Nguyễn em đứng hình luôn rồi. Ừ. Mà cái chỗ nó có cần đòi hỏi gì căn cứ công dân gì của nó không? Của em á. Nó nói là cũng như là để gặp mặt đi, là tính sao. Chứ nói chung là cái gì chị đúng không Sang? Dạ. Thì ta muốn nhận mình làm trong nhà người ta thì người ta cũng có cơ kỹ lưỡng người ta mới nhận mình. Đó, tất nhiên là đúng không? Dạ. Tối là tôi phải ngủ đây thì. Đây công viên. Sao cơ? Đây công viên. Sao? Đây công viên ngủ. Công viên. Đây công viên ngủ hả? Dạ.
rồi cưng ở con cưng cưng mặt cưng cam cờ đúng rồi đúng rồi rồi đúng rồi anh Trâm con là cưng cưng dơ lên cái nữa anh chụp tấm rồi cho khán giả ta xem ta biết để em để lời cảm ơn chị Trang nhiều. Có gì có một việc em cố gắng em làm ở đây để tiền cho gia đình. Ừ. Dạ. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Quan trọng là giữ được không? Nó quan trọng nha. Tối cái bộ nước me đó nha. Tối ngủ rồi chừng bo ác me lấy. Bữa em có đồ á. Rồi vô bị cát á mà em ngủ trên công viên trong kia á. Tự nhiên đang ngủ em cũng để vậy nè. Cái sao ta cắt cái nút ta lấy đồ cho lấy bớt cho mà. Bị cắt lấy luôn. Cắt em ngủ để. Rồi đó. Trời. Ta cắt cái này là là cái bị này hay bị kia khác? Bị khác nữa. Cái nữa là xe lấy cái kéo ta học để ta cắt cái sắt cho ta lấy. Bây giờ em ngủ bởi ngủ mơ gì mà. Còn bây giờ chút xíu rồi gửi liền đi, dừng đỡ đi, sáng giữ gì? Tiền đó. Thôi để nó giữ đi. Ngủ, không sao đâu. Nó ngủ dưới đây không đến đổi đâu Nguyễn ơi. Tại em sợ nữa em giấu vô trong, giấu vô quần trong. Giấu vô quần trong đi cho nó chắc ăn cũng khổ. Bỏ không có tiền cũng khổ, mà có tiền bỏ trong túi để mà tiêu xài thì cũng khổ, sợ bọn ác, nó Long Xuyên bọn ác chứ lắm quý vị ơi. Về đêm mà ngủ mà cơ nhở bên ngoài là cái thành phần bọn ác nó sẽ lại đó lục túi, lục bị đồ á. Cái nấu này để chuẩn bị luôn, tối để chuẩn bị luôn nha, cái nấu này nè. Để ngoài nó quanh á. Để bị đi để hồi đi ngang ngủ quên lấy á. Dạ. Hồi đó đệ tử của Nguyễn Giang á, chị nó ngủ giống như cưng gì đó, mua trời ơi cái chục đôi dép vậy á. Mắc hoài vậy hả? Hoài luôn. Trời ơi. Ngủ mê quá cái mua dép mới hoài ra ngoài là bị bắt ra ngoài quá à. Trời ơi cái ở bên bệnh nó lu bu lắm công viên đó. Để kể câu chuyện cho nghe nè, cách đây vài năm mình có đệ tử còn mời bạn gái ra đó ngồi uống nước. Để hai cái điện thoại bên hông vậy đó mà đang ngồi say mê không biết hai đứa nó lúc đó đang chơi gì, nấu cháo ếch hay gì đó mình cũng không biết nữa, hay là chơi ếch ột gì đó, nói chuyện quay qua quay lại rồi mất tiêu hai điện thoại luôn. Mà hai cái iPhone nữa. Bây giờ là tối nay cưng tính ngủ đâu? Ngủ bên này. Ngủ bên nào? Ngủ có cái chỗ bị có đường mẹo chưa? À, ngủ được là có me chỗ đó phải không? Dạ. Có ghế đá đúng không? Có ghế đá mà có cái giường em dài dài á, kiếm mấy cái tấm đó chảy ra nằm tấm gì thùng á, mấy thùng đó hả? Đâu ở đâu giờ bảnh lấy cái thùng nó qua đi để thôi là để người ta lấy đó, thôi là lấy cái thùng đó. Ừ, rồi qua lấy liền đi. Không có đi vô chợ chợ giống hết trơn. Hả? Xin người ta. Để hồi người ta đi qua mấy người lụm phế liệu ta gặp ta lấy á. Kéo này lại đang lụm đâu, lụm để này không? Được, em có lại em lụm bình thường đi. Quay quay. Ừ. Để lụm nó đi kìa đó, mấy cái thùng cạch tông kìa. Trời ơi, lấy để tối nó lót ngủ á. Giờ này ở bên kia thì đội tuần tra cảnh sát giao thông là ra làm việc nha quý vị. Đúng rồi, cái thùng cắt tông này tối lót ngủ là ngon lành luôn. Ừ, vậy là quá ok luôn. Thấy sao là thấy sao giờ? Thấy sao Nguyễn? Ở đây có an toàn thế nào không? Bây giờ nó không có giấy tờ căn cước gì hết trơn, biết sao giờ? Thì sắp tới đây cũng phải lo làm giấy chứ giờ. Người ta gặp, hôm bữa không ai gặp rồi, người ta cũng bình thường, người ta chỉ dẫn em đi về nhà. Đúng rồi, nói chung là... Có công an thấy em ở đây cũng đâu có sao đâu. Quen một đống. Em ở đây mấy ngày nay là chắc bển tên đội tuần tra giờ em cũng biết hả? Dạ biết mà, biết em đâu có trọng cấp gì đâu. Đó, em mời em anh nè. Khi chạy qua đâu có bắt nữa. Ở ngoài ngủ công viên gì nè. Dạ. Rồi nhanh chóng đi kiếm công việc cho từng làm đi. Có ổn ổn đi, mất nhà trọ ở. Ha. À. Thì tới đó thì anh sẽ đại diện của cho cưng. Quan trọng là đỡ tốt mới được nha. Cố gắng nha. Em cũng mong muốn là được cái chỗ ở tốt và công việc tốt. Có tiền để kể tiền quê. Tối nay nhớ mua sách mail đồ
xích đều vô nha, chống mũi á. Dạ, có gì nói với anh không, với anh Lêm không? Dạ em cảm ơn anh anh Nguyễn với anh Lêm đã giúp em nhờ nhờ chị gì đáng nhờ cái gì chị gì á, giúp em đỡ em số tiền để em đó là cái tinh thần cho cưng, dạ. Anh Lương là có điện Nguyên Trang cho, dạ, dạ, điện Nguyên Trang để mưu sinh sống qua ngày đỡ, dạ. Đó điều kiện tốt nữa, nếu lẽ là có một việc tốt hơn nữa thì sớm nhất thì có lẽ là mướn cái nhà trọ thì mình ở, dạ. Mình làm, nha. Dạ. Thì tôi thấy sao, dạ. Được thế nào không? Dạ được. Được thì cố gắng nha, dạ. Thì cũng từ từ mới được, ta mới con mình sao, ta mới nhạc mình, dạ. Đúng không? Tại vì tôi như vậy bởi vì cũng bỡ ngỡ, cũng ta mới suy nghĩ lại từ từ người ta mới giúp được tôi chứ, tôi muốn nhận tôi vô nhà ta làm đâu phải, ta mới xét lại chứ, đúng không? Rồi tôi mới coi đâu đó đàng hoàng. Mà anh hỏi nè, hồi chiều tới giờ hai anh đi tìm em là em ở đâu? Em ở hai anh đội mưa chạy đi tìm em táo tác luôn. Em lên Vân Côn. Nó bụng quá à. Mưa em biết mưa nó dân cơm 2k. Cơm 12k ở đâu? Cơm 2k ở trong miền chợ giờ đâu gặp đâu. Vô chợ luôn? Dạ. Trời ơi biết luôn đó trời. Mới xuống mấy ngày mà gành với. Đâu có gành đâu. Ừ. Lạ. Tôi mới đi dạo á. Không có xác chị nói. Cơm 2k chứ kia. Vậy hả? Nó rẻ. Vậy là gì chị biết ha? Vậy. Dạ. Rồi về sao Nguyễn? Thì vậy sao giờ giờ tôi no chưa, còn đói nữa không, đi ăn nữa không? Dạ no rồi, cảm ơn anh. Ừ. Có nước suối uống chưa? Dạ có. Ừ, mua thủ nước suối sẵn đi. Ừ, có gì tôi anh xuống đây bình thường nha, cố gắng nha. À, con cái gì nè, giờ hiện tại bây giờ còn ở ngoài lỏng lẻo quá ha. Bởi vì giờ em sang này cũng nhiều người cũng hỏi em sang số điện thoại nha. Sang không có xài điện thoại nha anh chị. Hiện tại bây giờ tiền không có đâu mà ra cái điện thoại, đúng không anh? Xin lỗi. Đúng rồi, đang không có cái chỗ ở ổn định đây, làm sao có cái điện thoại? Ừ. Chưa có việc làm ổn định đó quý vị, thì cũng không có điện thoại. Thì thời gian sắp tới thì Thanh Liêm cũng mong là bên Nguyễn giúp đỡ được cho em tìm một được cái công ăn việc làm thích hợp với cái khả năng của em, để em ổn định cuộc sống để mà có tiền gửi về cho cha mẹ ở trên quê quý cô chú anh chị. Thì Thanh Liêm cùng với Nguyễn An Giang sẽ thường xuyên cập nhật tình hình mà của Sang sống ở Long Xuyên như thế nào gửi đến quý cô chú anh chị cùng với Mạnh Thường Quân theo dõi nha. Em có người quen làm anh xây dựng nè, hiện tại giờ mưa bão đó không có nhận làm anh hồ á, có để giờ có từng làm hồ không? Đồng thời làm hồ trước là sao? Được không? Được thì bước vợ ở đi làm hồ. Ở Dĩ Minh để em có dịp về nhà Dĩ Minh đó. Nhưng mà lên đây em có số điện thoại anh nè, em không biết đâu. Ờ, yên tâm, nói chung là tin còn cái số điện thoại của anh đó, anh đưa cho Linh đó. Thì Linh làm cho anh. Thì quan trọng là có việc làm không là quan trọng thôi. Ở đây công việc nhiều lắm, nhưng mà từ từ đi, để coi tôi như thế nào, trước mắt là làm hồ đi ha. Anh sao? Dạ. Anh sao? Dạ. Hay là làm hồ hay là trước mắt là sẽ bán số trước hay sao, mình chọn đi để mình bước chọn mình ở bán số được, bán số thì bước chọn bây giờ làm hồ á, có tiền giờ làm cái này làm hồ không đâu, mình yêu cầu cũng muốn bán số cũng bán nha, bán số nhỏ rồi sáng nữa. Ừ, để cũng bán thì muốn chọn tin để đừng có cái gì không có công việc, thấy không? Dạ. Muốn chọn dễ lắm anh. Nướng dùm cho anh sao cũng chọn đi hồ chiếc chiếc số em chọn làm hồ. Chọn làm hồ hả? Dạ, làm hồ cho nó nếu mà thời điểm là mưa bão này thì nếu cái nào cũng được, hồ với chiếc số cái nào cũng được, không anh Liêm? Dạ. Chứ không có cần thiết công việc tốt, công việc nào cũng ra tiền hết. Đúng nha. Rồi, công việc nào cũng ra tiền. Ừ. Số Long Xuyên thì bán số thì cũng dễ. Mà thôi, nó chọn cái công việc làm hồ thì cũng thấy sao bây giờ, theo Nguyễn thấy sao em, nó chọn làm hồ bây giờ bảo nè, bây giờ
hồi ngày nay con hỏi hỏi bên làm bên xây dựng á, hỏi còn giờ còn nước gì không, bây giờ mưa em chết nhạn anh ơi. Mưa đúng rồi, mưa công trình nó được trả tiền anh ơi. Công trình không có khổ, nó là nhà vô trả tiền. Ừ, bởi vì không có làm mới buộc phải trả. Thôi thì cái vấn đề công việc á thì để sáng mai đi Nguyễn ơi. Sáng mai ba anh em mình gặp nhau cà phê xong chúng ta sẽ bàn tính tiếp. Ok không? Rồi bây giờ thì nếu vậy thì bây giờ Thanh Liêm sẽ kết thúc video tại đây quý cô chú anh chị ơi. Để sáng mai Thanh Liêm cùng với Nguyễn Giang sẽ gặp lại anh trai để bàn tính tìm cách tháo gỡ giúp cho em với công việc của quý vị. Dạ, xin chào gặp lại ạ. À.